tại vì lên Windows 7 thì có thể nó hồi xưa nó là cái gì XP hay là Vista. Vista thì có thể nó vẫn có cái đó. Nhưng mà đó, nếu mà mình lấy cái đó mình rác cái đó, tức là mình tạo ra cái đĩa đó mình load trở lại á thì nó trở lại Vista. Thì nó có muốn đâu. Back to original mà, tức là thành ra cái chữ của nó là recovery. Recovery tức là tái tạo lại khi mà cái máy mình nhận được. Thì nó lợi cái là nó clean lắm, nó không có cái gì hết đó. Tức là nó coi như mình mới mua cái máy vậy đó. Còn cái mà thường thường người ta hay dùng là mình load nhiều cái software vô, mình đâu có muốn mất công load nữa. Nhiều khi con nó load cho mình quên mình đâu biết. Thành ra cái đầu tiên đó mình sẽ làm cái mà y hệt cái hạt disk. Cái đó tốt hơn. Và có nghĩa là không phải mình chỉ ra load lần. Ví dụ sau này quý vị load nhiều cái software hay quá, nhiều quá mà make sure có virus nhỉ, chạy ngon lành rồi đó. Mình lại làm lần nữa thì nó lại save cái hạt disk trong cái environment đó. Nó đâu có cấm mình làm bao nhiêu lần. Tức là mình càng load nhiều software thì mỗi lần mình làm thì cái hạt disk nó nhiều hơn. Mà nó nhiều hơn thì có thể nó cần thêm cái CD, một cái DVD nữa. Đại khái vậy đó. Ok không? Đại khái nó có hai cái nào. Nói rồi thầy Vân dùng nghe, nói ông bữa đó là không có đúng đâu. No, để Vân nhớ vào bữa trước. Không được, được, em hỏi thêm. Không được, không được. Lúc đó tôi đang nghĩ cái Toshiba luôn. Mình thấy cái đó không đúng, không có chính xác đâu. Ok. Thì cái mục đích của mình là như vậy á. Thì trước khi mình đi vô á, thì bây giờ mình đi qua những cái media. Cái Windows XP này á, nó save trong cái floppy này mà. Nó có, nhưng mà nó save trong floppy, cái floppy này. Mỗi cái này á, mỗi cái floppy này chỉ có 1.4 megabyte thôi. Quý vị biết by mega là gì? Nhớ không? Million tức là triệu. Ok. Cái DVD này á, nó gọi là CD Music. Music tức là cái chữ CDR. CD á, là Compact Disc. Cái lý do nó gọi Compact á, là tại vì trước khi nó ra mạng đó, người ta phải dùng cái thằng này để người ta save, XP người ta dùng cái này nè. Mà cái CDR á, nó có thể là 400 megabyte. Tức là bằng 500 lần thằng này. Thành thử ra đó, một cái này á, nó tương đương với 500 lần thằng này. Thành ra nó thay thế như vậy á, thì nó giống như nó compact lại. Đúng không? Compact tức là dồn nhẹ, gom lại. Thành ra nó gọi là compact, CD là compact disc. Đó, thành ra hồi xưa mấy cái music á, nó bỏ vào CD. Cái chữ A đó, thường thường cái music á, là chỉ có nó đầy chữ CD thôi. Tức là mình không có recorder được. Tức là mình mua cái CD về rồi là mình không có làm gì được hết á. Cái này music nè. No recording. Tức là không có record được. Cái CDR đó có nghĩa là CD recordable. Tức là nó mình lấy của mình bút của mình có thể viết được, nó duyệt được một lần thôi. Tức là record được một lần. Còn cái nữa là CDRW. RW tức là cái chữ gọi là reliable. Reliable tức là mình viết lần rồi viết được nữa, viết được nữa, viết được nữa. Nhưng mà trước khi viết là mình phải xóa, mình phải format. Thành ra căn bản CD nó có ba chữ này. Là hồi xưa music bây giờ người ta cũng ít dùng cái này lắm. Tại vì cái dung lượng của nó có thể nhiều 700 megabyte, nó gần bằng 500 cái thằng floppy này. Cái này nó tương đương khoảng chừng 500 cái. Thành ra nó gọi là compact là vậy đó. Bây giờ đó, nếu mà nói về DVD á, thì nếu quý vị nhìn đó, đây là music này. Cái này music thứ thiệt chứ không phải music cà phê chứ không. Có cái hình không? Cái này còn nhìn 600-700 megabyte nè. Nó sâu nhiều bài lắm luôn. Nó 10 bài gì đó, vô đây ha. Xong rồi á, cái này là CDR, recoverable. Viết được lần xong chuyện, không viết được nữa. Mà cái thằng này á, nghĩa là mình xài rồi không có xóa. Mình chỉ như mấy cái DVD á, đưa viết lần thôi. Tức là viết được một lần, viết sai thì hư.
bỏ cái mình thâu được là bỏ, thâu lần được không được thâu lần thứ hai. Còn cái RW là rewritable, tức là nó viết lại được nữa, mình xóa được, mình xóa rồi viết lại, xóa rồi viết lại, xóa để nó giống như cái USB, nó giống giống vậy không, nó hơi giống nhưng mà cái USB nó là hard drive, thành ra mình có thể mình drop and drag cái file vô trong được. Còn cái thằng CDRW này mình phải có cái program để viết, chứ không phải drop and drag, nó phải format rồi nó phải có program, ví dụ phải viết vô trong đó. Chứ còn cái USB nó là hard drive thì thường nó tương đương, nếu mà đúng là tương đương là CD RAM, RAM tức là random access memory, tức là nó như cái hard drive vậy đó. Mình chỉ thích cái hình nào thì mình kéo mình bỏ qua, kéo và bỏ ra. Bỏ, rác thì bỏ cũng dễ. Bỏ cũng dễ mà, đó là máy chụp hình á, hay là mấy cái này nè, tại nó là cái hard disk. Cắm vô cái là bao nhiêu cái hình mình bỏ vô vậy thôi. Nhưng mà cái CD nó phải có cái program nó viết. Thì cái CDR này á, thì cũng giới thiệu luôn quý vị là cái này là cái music. Cái music thì cái file của nó khác, còn cái đây là rip rồi đó, rip là thành MP3. Mà MP3 là một cái loại file á, nó có những cái MP3 player. Nó bỏ vô nó nghe được. Thì nó chỉ làm cái file format thôi. Các quý vị thấy một cái iPod hay là cái nhỏ nhỏ đó là MP3 player thôi. Thành ra nó từ cái music này nó rip qua thằng này. Một lát sẽ bỏ vô cho quý vị thấy, và quý vị bỏ vô đây coi ấy. Play rồi. Cái là play của nó làm sao? Rồi khi mình rip nó thành cái form như thế nào? Nó nghe cũng tương đương nhau, như cái MP3 nghe hay hơn. Đó. Là cái là rip lại lại rip, tức là mình xé từ cái này vô trong cái format này. Xong rồi mình load vô đây. Load bằng cách nào? Khi cái này là cái file rồi á, cái này là hard disk á, thì mình chỉ kéo nó qua thôi. Một lát mình sẽ làm cái thấy không? Copy and drop qua. MP3 tức là một cái format mà để music. Cũng cái nhạc á. Nhạc. Mà cái nhạc original đó nó không phải MP3 mà nó là VAC cái gì đó, hay là MAC đi, lát sẽ thấy không? Tức là music cái gì đó, cái file nó khác. Mà cái file đó thì chỉ có vô cái DVD player được. Nhưng mà MP3 nó nhiều khi nó đặt cái file nó không được. Dạ, có trong đó cái MP3. Ok. Thì cái này CDR. Cái này thường thường cái CD nè. Cái này cái thảo trình nó nằm ở trong CD. Nhưng mà cái này là data. Data có nghĩa là file, còn cái này là music. Music tức là audio. Nó khác nhau không? Audio cái file nó format khác, để tính sound, mà audio tức là sound, là âm thanh. Cái format quý vị nhớ không? Dot thì cái tên là dot text hay dot MP3. Thì bây giờ đó nó sẽ tổng kết lại. Cái này là CDRW, tức là vừa rewritable, tức là viết lần xóa, viết lần xóa, viết lần xóa. Nó để đây, RW rewritable, nó có để hết, nó có để bao nhiêu. Ok. Bây giờ đó, cái đó là CD. Qua cái phần DVD mà quý vị đang nhìn đó, đây là mấy cái movie. Thì cái movie nó có format khác nữa. Tôi viết luôn đây nè. Nhưng lát mở có coi nó format là .is là info, tức là information. Và .backup. Backup là nếu cái information mà nó hư, cái file nó hư thì backup nó take over. Những cái movie, những cái hình ảnh, những cái âm thanh, những cái play gì đó. Một lát nếu có thời giờ mình bỏ cho quý vị coi play nó ra. Cái DVD nó vậy đó. Thì đây là cái DVD không có recorder được. Cái format nó khác. Cái file nó khác, cái này nó khác. DVD. Cái này là DVD-R. Cái DVD là Digital Video Disc. Thì cũng có, bây giờ có DVR, tức là DVD nè. Bình thường này. DVD minus R, đây là plus R, DVD minus RW, DVD plus RW. Thì đây là cái DVD-R, tức là R tức là recorderable, tức là mình được một lần xong tiện.
đúng không, không có xóa được. Đó là cái nó y hệt như CD vậy thôi, nhưng mà nó khác cái là DVD á thì nó có minus A và plus A, và đồng thời á khi cái cầm mấy cái DVD như trường hợp chị cầm á, người ta cầm á là người ta cầm kiểu như vậy nè, tại vì cái mặt này là cái mặt nó recording nếu cái fingerprint mình vô đó, là khi nó record được không được hay là đặt không được để cầm cái CD là nên cầm như vậy, chứ bây giờ cầm kiểu này đó, còn cái này nó có fingerprint cho nó á, em cầm mày lấy ra đó thì đương nhiên là lấy như ráng làm sao đừng có thọc nó cậy lên mình thấy nhóm nó lên mặt mềm cầm về DVD à của ai không không đây chứ không đây ok DVD A. Cái DVD plus A đó thì nó cũng giống như DVD nhưng mà nó hơi enhanced, tức là nó hơi tốt, nó giống là ta nói so sánh là VHS với Betamax hồi xưa đó, tức là nó một loại recording nó khác một chút, nó có nhiều feature hơn, nhưng mà basically á, căn bản á, là nó chỉ viết được một lần thôi, cái chữ A chỉ viết được một lần, chữ A W đó mình có thể mình vừa viết xong rồi mình thích mình xóa, mình format xóa rồi format rồi viết xóa viết xóa, nó mắc hơn thầy, mắc hơn, mắc hơn là nó chậm hơn nữa. Tại vì nó phải vừa ấy vừa xóa. Mình sẽ đi đến speed sau này, sau cái này phải không? Speed 1x, 4x là cái gì? 16x là cái gì? Đó. Ok. Xong rồi á. Đây là DVD minus RW. Tức là reliable. Mà cái thằng này á là minus R. Còn cái tiếp á, cái này là DVD plus RW. Tức là reliable, mình chỉ cần biết reliable thôi chứ mình không kèm nó minus and plus thành như vậy. Nhưng mà đó, thường thường hồi xưa đó, những người ta dùng computer đó để người ta download music, xong rồi ta muốn play ở cái DVD player trong nhà đúng không? Mình thử ra cái minus R nó more compatible. Tức là cái minus R mình bỏ vào cái máy DVD player nào nó cũng như được hết. Ví dụ như mà trên computer là nhạc, cái DVD nó có hình, rồi mình download qua cái DVD khác có hình được không mày? Được, copy luôn. Được hết, copy được hết. Xong rồi mình bỏ vào cái máy, bây giờ mấy cái DVD player là nó đặt được hết, nó ra hình hết. Ví dụ quý vị ra mà Prime nhìn thấy nó để DVD có thể play cái format DVD plus RM, MP3 cái gì đó là nó đó. Tức là càng nhiều cái chữ nó càng nhiều nó càng tốt. Cái hồi xưa đó tôi vẫn còn, tôi là người hoài cổ, tôi vẫn còn cái DVD đầu tiên của Toshiba ra. Nó chỉ có play được cái DVD movie, bỏ mấy cái W hơn mấy cái A, nó không đặt được. Tại vì cái thời đó, cái technology này nó chưa có. Thì sao nó biết mà nó đặt? Không thầy, ví dụ như mình thích cái bản nhạc ở trong cái CD, mình thích cái DVD đó, nhạc đó. Rồi mình muốn lấy cái nhạc bản đó qua bản CD. Được. Cũng nghĩa là mình lựa chọn, mình collect cái nào mình thích. Tức là khi cái bản nhạc đó nó trở thành một cái file rồi đó, thì giống như cái hình thôi. Có nghĩa là mình có cái disc ra này. Không, nghĩa là, không, ví dụ bây giờ có cái disc gì, như bây giờ là không? Bây giờ, như Twin đi. Music này nhiều ha, đâu có phải người nào mà thích một hai bài trong đây thôi. Đó, thì mình phải lấy một, trước tiên cách dễ nhất đó, mình phải rip nó, tức là mình phải nhìn mấy cái MP3 player đó. Làm cái kia cũng được nhưng mà tôi chưa thử phải không? Tức là mình copy cái file đó vô cái disk, không được play. Tức là nó làm cái file thôi, nhưng mà không biết nó có cho không, tại vì cái nó là video, nó là audio disk, nó là track, nó là track thì phải copy track, cái nó hơi khó. Tức là khi mà mình chưa rip á, thì cái DVD nó chỉ nó là chỉ cái track chứ không phải là cái file. Cái file á thì mình có thể drag and drop như cái hình, cái hình nó có file tên gì á. Mình rác từ cái này qua cái nào, bất cứ cái nào, qua cái USB, qua cái MP3 player thì mình qua cái gì cũng được hết á. Nếu là cái file chứ là cái hồ sơ á. Còn nếu mà cái này nó lại cần cái track á, thì mình phải dùng một cái trong cái này nó có từng track một nào. Đó. Thì mình phải dùng một cái recorder, mình copy từng track một, thì mình lựa cái cách nào mình muốn. Chứ nó hơi khó chút, chứ là không phải track and drop. Thì qua cái thứ gì cũng thấy hình cũng hình, cũng tức là khi nó là cái file rồi á, nhưng mà thường thường á người ta không có copy cái track, để track nó mất công lắm, thành ra người ta dùng cái này, người ta rip trong cái MP3 file, tức là rip thành cái một lát đi lát bật lên cho quý vị thấy rồi nó rip làm sao thì không có software ở đây.